Dạ, chào chị các bạn. Hôm nay buổi sáng ngày là ngày 30 tháng 5 mà. Tháng 5 năm 2019 như các bạn. Sáng nay thì đi hướng khu vực ở phường 10. Khu vực này sáng nay thì có việc đi ra hướng khu vực ven biển Chí Linh như các bạn. Thì đường này là đường Hàng Thuyên. Thì đường Hàng Thuyên này sẽ đi qua bên đường Bình Giã. Ở cái đường Bình Giã cũ trước đây như các bạn, mà còn bây giờ còn cái đoạn, bây giờ đoạn nó cắt khúc ra, có đoạn nó trùng với lại cái đường 51B. Thì đoạn này nó đi ngang khu vực ở 51B đến ngã ba đường mới. Sáng nay thì thời tiết khá là mát, tại buổi sáng có cơn mưa rào buổi sáng sớm như các bạn. Hai ngày nay là có cái mưa lắc rắc và bây giờ vẫn còn, mà có lúc mưa rào hào xuống một cái. Trời có nhiều mây đen nên là không có bị nắng nóng lắm. Cái oi nó cũng đỡ hơn mấy ngày kia, nhiệt độ hạ xuống rồi như các bạn. Giờ buổi trưa thì tầm khoảng 34-35 độ trở lại. Mùa này không biết mùa trái cây gì đây, ta bán trái cây gì, bán chôm chôm hả? Chôm chôm không, bán luôn trái mãng cầu kia bên đây, sầu riêng hạt lép luôn, sầu riêng. Đây đường Bình Giã như vậy. Trời bắt đầu hửng nắng lên như các bạn, thêm một tí nắng mà mây vẫn còn đen lắm. Này sẽ đi ngang cái khu Chí Linh vậy các bạn, chúng ta đi xuống khu vực Chí Linh. Và buôn bán sắt thép rồi kiểu xây dựng khá là nhiều. Chỗ này đã đến khu vực ở ga Gia Tư, giao ở đường Lưu Chí Hiếu như các bạn. Bên kia nhìn thấy những cái tòa nhà kia là khu đô thị Chí Linh rồi đó. Khu đô thị mới kế thì rất là nhiều chung cư.
Thời tiết mà nó mát mẻ thì nghe nó có rất cảm giác là người nó dễ chịu các bạn, giống như là mình đi nhiều người ta đi thích đi ra hóng gió biển hay lại đi lên Đà Lạt á, đi du lịch Đà Lạt hay là đi du lịch Đà Bà Nà Sapa, người đi lên có cái khí hậu như các bạn, cái khí hậu nó mát. Tới khi là đi mấy ngàn cây số và tới cái vị trí đó thì cái điểm tham quan đó cái khí hậu rất là mát như các bạn, và không gian nó cũng mới lạ nữa, mình cảm thấy nó mọi thứ nó mới mẻ, rất là sảng khoái. Có những cái mình đã gặp nhiều rồi, khí hậu nó oi bức, nó căng thẳng, nó khó chịu. Chỗ này thì phải đi qua cái ngã tư với lại cái đường vào cái làng du lịch Chí Linh đó các bạn. Đây có mấy cái tòa nhà, đây có thể phải là gateway đang chuẩn bị hoàn thiện, đang hoàn thiện. Đây đường vào khu du lịch Chí Linh chị các bạn. Đây nếu mà rẽ phải là vào lại là Chí Linh đó. Cái này Jim đi xuống cái biển Chí Linh thì cái biển này cái bãi công cộng nha các bạn.
Đây nhìn thẳng ra tới biển là như vậy. Đây tới biển Chí Linh buổi sáng nay vậy bạn. Bầu trời vẫn còn mây vậy. Dạ, cảm ơn chị các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Cảm ơn chị rất là nhiều.